Nay anh chị cũng đi chơi à, mà sao bữa rảnh buổi tối này? Lúc nào tao đi chơi chắc. Hot rồi đấy. Ok này. Em thì dạo này làm biếng đi đâu lắm mà nè, chả em đi đâu. Nó cứ đòi đi vòng vòng mía, em nghĩ Yeah. mệt khỏe. Game mà lết hỏng luôn rồi thì hơi khó. Thôi để khi nào tôi nghĩ cái content là tử tế cho anh em xem. Nhà chơi mà lết thì nó hay bị thế lắm. Chả biết làm nào. Chơi toàn grab ấy. Chơi công mốt thì nó không hay, mà chơi mốt thì nó grab nó như cơm bữa. Giờ con Mobile Legends nó nhờ mod mới chơi được chứ không mod nó chơi chán. Không mốt chơi chán lắm. Đang chơi ba quy giờ này chưa đâu. Mày vào đi. Em vào đây, chờ tí nào. Ô chơi cũng không ổn định. Ô chơi toàn bị crash. Làm về Diên này, Diet. Cái đấy tôi đã bảo rồi, khi nào đợi cái mốt châu Âu thì mình có nhiều content để chơi. Mà chẳng biết bao giờ, đến ngày tháng nào nó mới hoàn thành. 不治民则民怨怒，民怨怒则必生乱。主公欲下，必先弹压乱贼，以警不臣之心，方可治之。Mà lấy thấy một cái bản mốt ở trên mới mới bản mốt mới hay phết, nó kết hợp mà nó thêm một cái vùng đất giả tưởng nhưng mà nó thêm nhiều nền văn hóa, có cả Trung Quốc các thứ, cũng có vẻ khá thú vị. Hello cutie pie. Chúc mừng anh, tôi đạt 9.000 sắp Tình y anh lớp yêu 3.000. đấy. Ok, cảm ơn Trương Pười. Chúc mừng đạt 9k sub anh ơi. Ok, chúc mừng 9k sắp. Cố gắng lên 10k nào. Cuối năm hy vọng sẽ đủ 10k. Rồi, không có gì nữa, qua lượt. Chào anh, chưa mới lít giờ lít thế. Bây giờ tình hình của Trung Bùi thì đang căng, liên tiếp thua trận, liên tiếp bại trận trước Khăn Vàng. Trời ơi, Trương Cáp đánh Bành Thành mà Trung Bùi lại hết quân. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên quân chưa full. Trương Cáp này em nghĩ nên đánh anh nè, tại vì nó đừng vay lâu thế này thì trong mày có quân không mà đầu đánh. có một cụ Điển Vi Thái Thú này với lại ba anh em, ba thằng Hứa Chữ, Lý Thôi với lại Tào Nhân này. Vậy như Em sợ này nó không? thì hình như Thôi trong thành để vẫn nó còn lương thì không bị mất hay sao ấy nhỉ? Thôi để nó vay một hai lượt, tại vì để em kéo hệ đông lên đánh. Đúng rồi. Mày nên đánh Chuyện chắc đi. nhanh đấy chắc. Cứ đánh mạo hiểm làm gì. Đánh như anh ấy, đánh đâu chắc đến đấy. Cứ mạo hiểm cuối cùng lại toàn quân lại hy sinh, lại phải để lại. Tốn kém nữa.
không có việc thì làm anh tin anh ạ. À, Lưu Bị nó chiếm Hội Nam kìa anh ạ. Hoài Nam là ở đâu nhỉ? À, Hoài Nam Ở là dưới này, em mất cái chỗ bên Thọ Hội Nam Xuân là rồi. nó gọi là châu gì ấy nhỉ? Các châu thời Tam Quốc. Châu Châu châu. Dương Châu. Dương Châu à? Ừ, đúng rồi, chỗ Ừ. Thọ Xuân ngày xưa trong phim nó hay gọi là Dương Châu. Ngày chiến sự ở dưới hàng đang đánh căng đó. Anh bảo Lưu Biểu đánh rồi mà. Lưu Biểu chắc là sẽ lo được. Đấy, đánh. Sửa, xong luôn, diệt mẹ Khăn Vàng luôn. Khăn Vàng hai đạo phun bị đánh tan luôn. Pha liên minh với Lưu Biểu mẹ, quá chí mạng. À, là hàng Phúc nó không công vậy nó chết rồi. Gia nô ba họ xuống, gia nô ba họ. Ồ, Mã Đằng thành chư hầu của Đồng Mân rồi. Ồ, Mã Có mày siêu à, Siêu. Ừ. ngon đấy, tự nhiên tướng về bên anh nhiều đấy. Minh Quân thì trở về. Tiểu Mã Siêu. Cẩm Mã Nữ Siêu bố chứ rồi nhờ. tới Sao anh Hạ lại có cả Siêu. một sao anh lại có cả một thằng thổ phỉ vào về này? Đâu rồi? À không thể có. Cẩm Mã Siêu. Lữ Bố đây một địch 1.000 người, Mã Siêu cũng vậy. Nhưng bản sau của Lữ Bố. Trời ơi. Anh hùng hào kiệt tề tựu Cẩm Mã Siêu, Khương Tộc đột kích. Nhìn thấy anh có thể tuyển được Khương Tộc đột kích rồi. Bia lại vô dạng. Vũ đẳng nai sinh hữu hạn. Lưu Biểu ghét anh thì kệ ghét anh thôi, nhưng nó đang trong trong liên minh với anh rồi. 24 kệ nó thôi. Hào đà, xin chào. Rồi, tuần này bọn nó chưa đánh. Chỉ Thì bọn nó phải chết về tôi. Mai xiang sheng li, ling jiao wo de li liang. Wei le chuan cheng, fen li yi zhen. Đại chiến à. Bắt đầu chiến đấu. Không đấy, quân đông đấy. Còn những tướng tài. Vũ đẳng cân sân yệ mạo, vũ vọng bất lị. Jin ri, wo men jiang zhan sheng di ren, ci zhan bi sheng. Bà Tào Tháo lên bàn thờ đúng rồi.
Tào Tháo bị bọn khăn vàng lôi ra chặt đầu như gà luôn. Đâu, đâu phải bọn khăn vàng đâu. À, Đào Khiêm, thằng Đào Khiêm, thằng Đào Ứng nó mang ra nó chặt đầu. Chặt như gà luôn. Cái viện nó bên chân trái à. Được. Em cứ nói thoải mái. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em phải nói to lên. Cái bọn cung Vũ Lâm Quân này rất là hay nhé, nó có cái chống kỵ, vừa bắn vừa chống kỵ, mà giáp rất là đẹp nhé, đúng là quân cấm vệ quân có khác. Mà nó cận chiến nó cũng ngon rồi, cận chiến cũng khá nó ngon. Nó là đỏ mà nó lại có chống kỵ nhé. Chính ra về sau xây chơi full một đạo Vũ Lâm Quân nỏ này cũng được, vừa công thủ toàn diện. Cầm cái giáo dài như thế mà không chống kỵ được là... À, em nghĩ cái đội hình này là ở phía trước là nó sẽ chống kỵ, ở phía sau là sẽ bắn. Chính xác là như thế này. Này đấy. Quân đặc biệt lưu sủng. Quân của lưu sủng hơi bị mạnh đấy. Anh vừa đưa cho em rồi. Em cất trong ví. Ồ, bọn kiếm này Lê Dương từ sĩ bộ binh này nó có búp riêng nhỉ. Bên đái phết đấy. Tiếp của anh chàng này. Viên An Dương, con gái của Viên Thuật. Bọn này là cấp quyết tử hả? Khi cái trận quyết tử phải có thêm không lùi bước chứ nhỉ? Không lùi bước gì? Là cái bút kích hoạt của nó đây. Cái miệng trên nên cho thêm không lùi bước. Cái bút ghi là quyết tử mà.
Đi đi. Chanh chanh nhờ. Là lính. Đây à? À, cái việc chân nó thôi để đánh dấu. Đưa chị dâu vào đánh một trận anh. Thôi chị dâu mà chỉ thiêu thua mấy vá thôi, không xung trận có khi dâu làm vũ sư mà hay đánh hay hơn anh. Không, chị mày thì làm sao hay hơn anh được. Chung nó bảo là em đánh trận hay hơn anh. Đương nhiên rồi. Mình thế công nên là mình sẽ đứng đây mình. Cái máy này chắc còn sơi mới tới. Rồi quân mình là thế công nên quân nó đợi quân tiếp, đợi quân chúng ta đến đông đủ rồi chúng ta sẽ đánh. Nếu như thân tử, thiên hạ định hội vì chi hoan xin. Yao Chun cổ sơ như thế, hà bù sư tại tự chử chi rủ. Thật Chuẩn bị
Mấy con tướng mà nó có chiêu hỏa xạ và đánh đêm của bên em ấy, để nó phải nó nhận chọn chiêu mà phải tận level cuối nó mới xài được anh à. Ờ rồi cái kia đã nằm suốt ở bên nhánh phải luôn, cuối cùng bên nhánh phải luôn, cái chiêu đánh đêm với lại hỏa xạ rồi đấy. Nhưng tôi còn ấp bên kia nó phải level cuối, gần cuối nó mới xài được. Khổ là cái gì? Trời ơi, nên cái bọn chạm mã bộ binh nó vô nó chém gần bể cái đội hình anh luôn à. Đánh phải lũng rồi. Còn tướng tím cái nó máu trâu kẹp ba tướng vào đánh mãi không chết. Ừ, nè cao. Sao bọn này rồi. Bọn này nãy giờ cứ bị ốm, bị gộp lại. Chiến binh chuẩn bị.
Đúng rồi. Còn này trong này nó múa võ nghệ chém đứt hai cái tay bay một bên cái đầu luôn mà. Ai? Ghê. Cái con tướng mà nói con mà đi bộ ơi chém lính tàn sát luôn mà. Victory, chạy hết. Bọn nó mạnh nhưng mà bọn nó mạnh nó đắt. Phí của nó đắt lắm. Vị trí lúc đầu không chơi được bọn đấy. Hạ trí ở đất, thượng tán ở thiên. Đầu chỉ cung dân binh thôi, hoặc là nỏ binh, nỏ bộ binh thôi. Mang họ về nhà đi. Truy sát nó đi anh. Chém chết hết tụi nó đi anh. Vì có sảo chính lưu hợp, thiên hạ tài năng bình định. Zài yết sư, cảm sâu đào lạc gia đô vân nguồn. Vì là thiên hạ thăng sâng. Học tù đi. Chưa chém được tướng nào. Còn rút về rồi chưa chết. Mai cho bọn nó. Nó chém được nhưng không chém. À chém được một thằng. Hàn Đồng, hành quyết luôn. Đi. Chém luôn đi. Chém rồi. Chết. Chặt đầu một thằng rồi. Để chặt đầu 799 cái đầu của bên Hàn Phúc. Mình Tào Tháo mới yên lòng. Tế Tào Tháo à. Mà để Tào Tháo 799 cái đầu nha. Quân quân thiên lệnh.
正气如火，熊熊不息。Rồi, qua lượt. Chuẩn bị đại quân đánh xuống Đông quận. À, Đông quận nó chiếm lại rồi à? Tốt. Vây gia hải nội, loạn sự suy định. Trung Bùi. Bây giờ Trung Bùi đối phó với Trương Cáp được gì đây? Chúng ta sẽ đứng ở đây hồi quân một chút. Tôi quên đây. Đi lại đại dưới đây, đi đánh nhau rồi. Tôi thoải mái đi. Có thằng Lưu Bị chiếm Phù Lý kìa. Cái ô tô luôn đen. Trung Bùi vẫn đánh với Lưu Bị, hình như hòa rồi đúng không? Hòa rồi, em hòa Lưu Bị rồi mà. Hòa rồi. Lưu Bị nói chung là à, thằng Trung là hòa hết rồi. Còn mỗi tôi là quẩy thôi. Hello. Ở Bành Thành Lỗ Huyện ba đạo phun. Thế phải cấp tốc gọi Lữ Bố Vu Cấm tới. Chúng ta sẽ đứng đây hồi quân một chút. Yi sắp sửa đạo chiến đại chiến với Đào Ứng rồi. Hai vạn quân của Lưu Sủng chuẩn bị đối mặt với 4 vạn quân của Đào Khiêm. Đào Ứng 5 vạn, thậm chí là 5 vạn. Một trận đại chiến sắp sửa nổ ra ở Bành Thành. Tôi vừa cho Cẩm Mã Siêu làm việc ở đây. Anh cứ lên đi, em kéo quân lên giúp cho. Không cần giúp đâu, mày cứ lo thằng mày cứ lo dứt điểm thằng Hà Nghi đi. Bây giờ quân của Lưu Biểu nó nằm nó gần như chiếm hết đất ở trên bờ đây rồi. Em đâu có đường nào đánh nó đâu. Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Thì chẳng lẽ đánh xuống dưới. Anh cứ đánh lên đều vẫn đi, em đánh phụ kìa. Lưu Biểu nó bắt chẹt cái thằng Hà Nghi dưới đây rồi. Thầy Hà Nghi đánh nhau Lưu Biểu nè, Lưu Bị nè. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Happy birthday. Tướng nào mà không có tướng chảy nào nè. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến.
Hello, cutie pie. Happy birthday, happy birthday chú diều. Happy birthday, happy birthday. Sinh nhật à, sinh nhật tôi. Sinh nhật anh hôm nay, sinh nhật anh à? Mai. Mai. Bạn thân anh, bạn thân anh thì sắp sinh nhật, cũng sinh nhật cùng ngày với anh. Ồ, thế à? Sinh nhật em mới thứ bảy đây. Mày sinh nhật rồi thì. Ơi, sinh qua rồi, thứ bảy đây. Thế thì donate 100 đi, thì chúc mừng sinh nhật mày. Em tưởng anh phải donate em chứ. Oh my god. Đó, quân của đạo ứng đang lên đấy. Hello, cutie pie. I love you. I love you. I love you too. Vợ tôi donate anh em ạ. Chúc mừng sinh nhật tôi. Hà Nghi gần đất bên Giang Nam nhìn thấy rồi, tôi biết rồi, kẻ mẹ này. Nói chung là qua cái sông. Cái sông dưới là tên là gì nhỉ? Đéo là nhớ định hình được cái sông của Trung Quốc. Sông trên là Trường Giang, dưới Hoàng Hà đúng không? Hay là trên Hoàng Hà, dưới Trường Giang? À, cái đồ mới. Thế thì trả lại cái đao này cho thằng này. Cái đao của Lạc Tuấn, bản chất là của kia. Trả lại nó. Ờ, Tubi chào mừng mọi người. Tôi Tubi lại tụt à? Tubi lại sinh nhật tôi, Tubi lại tụt xuống năm tức à? Sinh nhật của anh, Tubi lại tụt. Thế là không được. Tubi này, Tubi continue này. Hello cutie pie. Chúc mừng sinh nhật anh tôi. I love you 3000. Ok, cảm ơn Trường Bùi nhá. Bảo 100 rồi 50.000 à? 100 em định 100 đấy, nhưng mà sinh nhật em mới vừa qua thì anh vẫn kia là 50 chứ. Ừ. Thôi được rồi. Thế ở đây còn 50. Cũng em nói thế thì anh cũng ok. Ok. Nai xin đợi hộ. Đi quân bị trúng chuyên thảo. Sẽ mai phục bắt hết bọn nó ở đây. Còn cứu nào không? Còn mạng. Em nghe thằng Lưu Biểu nó đánh thua bọn Hạ Nghi dưới đây anh à. Tình hình này đang thua. Thằng Đạo ứng có thể hòa bình rồi nhưng anh sẽ đánh nó đến chết luôn. Hãy chiếm cái bàn thành cho em đi. Coi như là cái bàn thành, coi như là anh chúc mừng sinh nhật à? Anh tặng chú cái bàn thành Lô Huyện nha, để chúc mừng sinh nhật chú nha. Đúng rồi anh ơi. Được rồi, dạ, chú này đơn giản. I love you 3000. Gì chứ, cái đấy lo được rồi, yên tâm. Rồi, còn gì đâu nhỉ? Điện phu nhân bị sẹo chồng chất anh ạ. Điển Vi bị độc nhãn, mất một con mắt. Hào Đông không bị mà Điển Vi bị. Yeah.
Rồi, quá lượt. Đại quân của đào ứng đang dồn lên rồi. Chiến thần sắp đến rồi. Thời khắc bị chặn, cơ sở trách nhiệm. Tí cũng phải lấy lại đao này, cái đao này của Trương Liêu. Anh cho Lưu Bố nhận con nuôi à? Tội chả thích lắm. Cái mẹ này. Ai vào thì vào. Sau game này bữa tôi dùng card RX580. Vào game đít thì nhiều khả năng là do mốt mủng hay là cài đặt có vấn đề gì. Never. Cho Lữ Bố cưới biện phu nhân để Lữ Bố sang bên đấy à? Ông thừa cơm à? Mãnh tướng của tôi. Đít thì nhiều khả năng ông cài lại là ông mua game hay ông chơi crack. Chả có chuyện đít thì nhiều khả năng do ông cài đặt nó bị lỗi gì đấy thôi. Ở ngày trước cái bản dịch trước tôi nhớ chỗ này nó Việt hóa hết địa cái chỗ này rồi, sao bản dịch này bây giờ nó lại không dịch mấy cái địa danh nổi tiếng nhỉ? Có cả núi Võ Đang nó đủ. Ồ, tôi được thiên tử viên chữ quân sợ. Ai đó giúp tôi thì phải. Mình được thiên tử viện trợ quân sự. Thành ra mình được giảm chi phí 30%, thảo nào tiền của mình ngon nghẻ mấy lượt này. Đến mày đấy. À, em biết rồi anh. Cũng tí. Ui, lấy có làm được cái gì đâu anh em. Tốn tiền. Tiền thì đã đéo co là cái lấy. Mỗi lần lấy đã mất mẹ 2.000 tiền. Chả giải quyết cái mẹ này. Tiền làm bao nhiêu việc. Sắp tới hết cái ân sủng hoàng đế này thì tôi lại e cổ ra mà trả tiền này.
Mình lấy được cái mẹ gì đâu, mình lấy việc quân quan trọng cưới hỏi để sau. Viên Thiệu có vẻ chiếm toàn bộ Hà Bắc đấy nha. Lưu Bị làm gì vậy? Nó đòi quyền thông hành quân sự. Sự đúng không? Úi giời, quân Lưu. À, quân hàng nghi. Quân Lưu Biểu đánh đánh cho tan quân Lưu quân Biểu Lưu đang co phết đấy. Lưu Biểu bị đánh tan tan tành rồi. Càng đẹp đèn đẹp ở dưới đây này. Cứ đánh nhau càng tốt. Mình ngương đắc lợi. Đại ứng chắc chắn xuống đánh nha. Còn đại ứng có đánh với lại Lưu Biểu không ta? Đại ứng chia quân ra. Tốt. Mình câu thế để mình hồi quân là chính. Bây giờ mình sẽ áp sát biên giới Bành Thành Hàn Phúc à, áp sát biên giới Đồng Quận. Hello cutie pie. Chúc mừng sinh nhật tôi, hỗ trợ miếng ơi, bánh nhá. Cảm ơn Tư Bị. Cảm ơn mạnh tướng của tôi. Ôi, cờ này là cờ ai đấy? Hoắc Nô. Hoắc Nô là ai đấy? Lơ Phạm. Lơ Phạm. Sao tự nhiên một đống quân ở đây này? I don't know. Ờ, cảm ơn Du Bi nhá. Sao lại có một đống quân ở đất Lưu Biểu này? Ở đâu ra lôi tập này đấy? Sát nhập thế lực. Từ sát nhập thế lực gì đấy? Đồng Mân, Mã Đằng. Ô, Mã Đằng sát nhập về Đồng Mân rồi. Bọn này nó ở đâu ra đấy nhờ? Ờ, bọn này là bọn nào đấy? Nguyên một mấy 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 là đây? 2, 3, 4, 5, Lưu Phạm 5, là ai? 6 Lưu tầm Phạm 6 đều rưỡi. Sao có thằng Lưu Phạm nào đâu ấy nhỉ? Chả biết anh nè. Lưu Phạm. Anh coi trong bản ngoại giao nó có đâu đúng không? Bọn này hành quân gấp, người tới Dĩnh Xuyên thì chứng tỏ là hành quân thường nó sẽ không thể tới được. Nên... Lưu Do 0.6 Lưu Bị 4 chấm à? Hàn Phúc 4 chấm. 4 chấm là nhiều á. Lấy tên mặt đi. Tạm thời cứ tích trữ tiền mặt.
phương chấp nhận. Bạn bè, hoan nghênh. À, có được con gái của Đổng Đổng Mon này nè. Lưu Phạm tốt nhất là an toàn là cứ. Đại nguyện ni wo phang chấp nhận ni de ti. Rồi cũng có khá khá tiền rồi mình có thể nhận con nuôi đi. Em lấy được một con Đổng Bạch, con gái của Đổng Mon. Truyền kiếm sư. Nice. Có đến đề này họ xà level 6 luôn. Good. Ô Lữ Cơ chết rồi. Lữ Cơ. Lữ Cơ chết. Con của Lữ Bố à? Ờ con Lữ Cơ chết thì phải đái chứ. Phải. Bạn ơi, hoan nghênh. Có gì muốn nghĩ thì nói thẳng. 我等皆青睐足下，欢迎朋友。好的，请讲。有必要吗？通话的哥哥，陆哥，chết mẹ，皮特。悉听尊便，打起精神来。 Để ít tay lương thiết kỵ 300 tiền rồi. Cho chừng cái thằng Genobe họ đâm xuống lưng nha. Chẳng làm con nuôi nguy hiểm đấy. Anh thấy kết cục của những người nhận nó làm con nuôi chưa? Cho chừng một ngày nào đó nó một cái thông báo xuất hiện. Lơ sủng đã chết. Anh biết cách để kiểm tỏa cái con ngựa trứng này. Cái ô Genova họ là của thằng của Trương Phi nó kêu lừa bố đúng không anh nhỉ? Trương Phi. Con Đổng Bạch này nó mua cái trọng hình ở bên tập kích chỉ có 94 đồng anh ạ. Cái gì? Cái trọng hình ở bên này, trọng giáp ấy, tập kích chỉ có 94 đồng. Mày rẻ thế. Rẻ thì tuyển. Em phải đá luôn. Thế là có một đội ở bên xịn để xài. Thiên下才能平定。
hải trận. Phản thì có trong phim thôi, trong game đéo phản đâu. Mình có hai đội Tây Lương Thiết Kỵ này mà mấy bọn mình tắc rồi, công thêm quân ở Dĩ Xuyên cũng có quân mà 2006 quân dân binh nữa. Tào Phi nó có 11 tuổi anh ạ. Đồng lớn thế. Tự nhiên một ở chỗ Lưu Biểm ấy. Bao nhiêu quân đoàn xuất hiện nè. Nhớ hiểu bọn này bọn nào. Mẹ em thấy nó ở đâu mọc lên thế ở sở xuất hiện luôn. Lưu Phạm ở thằng lồn này nhỉ. Đã biết luôn. Bọn này nguy hiểm thật. Anh ký hiệp định không xâm phạm vào nó luôn, đề phòng. Em cũng coi em ký nè. Nó mà đánh mình vào hậu phương là bị ăn loèn đấy. Thế cho nó chắc anh ạ, à. Chứ mà một đống đại quân này của nó mà nó đánh vô vô cái đất của mình thôi là mình cũng bay màu liền. Bay ok rồi. Bay giờ chắc chắn rồi. Tình thôi. Bây giờ Đào Khiêm sẽ di chuyển quân đội nhà đây. Nó có định đánh vào Trần Lưu không? Cái thằng Lữ Bố mà nó phản Lưu Bị là cũng do cái thằng Trần Cung nó suối nha. Trần Cung hay là thằng nào ấy nha? Đúng rồi, Trần Cung. Trần Cung. Do thằng Trần Cung nó suối chứ Lữ Bố làm gì biết nè, đánh được phản. Rồi, nó định đánh. Nhưng nó không thể tới được. Nó phải tin nữa. Mình chiếm Đông Quận xong mình có thể hòa với Đào Ứng. Có nên hòa không? Tôi sợ rằng Lữ Bố không ăn được hai đạo này. Lữ Bố sợ rằng không ăn được hai đạo này của Đào Khiêm. Hơi khó. Lữ Bố đang lâm nguy. Hà Nghi tuyên chiến với Tôn Sách, Hàn Phúc liên minh với Lưu Ngu, Lưu Phạm tuyên chiến với Hoàng Tổ, Lưu Biểu bỏ Hoàng Tổ luôn. Chắc chắn là không tới được rồi. Đánh vào Đông Quận. Có thử có thể mời thằng Lâu Đại vô liên minh được không? Một liên minh vững chắc. Thôi tôi đi. Tôi tin niệm như ý, đó chính là thượng thiên của ân sư. Vũ đẳng đại ý, bị giáng giáng lâm thị thành. Đại thống thiên hạ.
知难而上，以成大业。迈向胜利。别来无恙，两个叔叔都染了他们。看来还不错。不要相信其他人。2600, chỗ này là 1200, là 3800. Khó nghĩ nhỉ. Anh dù mày tuyên chiến với đào ứng luôn nhé. Tuyên này, đấm nhau rồi đây. Mày đánh vào Hạ Bì đi. Mày hoặc mày đánh vào Bành Thành cũng được. 能一起抗敌则事半功倍。Em thấy lương thực của anh rất thấp đó, anh cứ còn mua lương của em không anh? Không, không mà được rồi. Anh đang không lương thực không mà đủ. Thế là em đang hỏi anh cứ còn mua em bán cho tại vì thấy tiền anh đang rất cao với anh. Không cần. Anh không cần thôi. Anh đang phân vân không biết là cái đảo ở Dĩnh Xuyên này có ăn được không nhỉ? Này, có đánh đêm không? À, có đánh đêm. Có đánh đêm. Để bị đánh từng đạo nó chết anh ơi. Gì hết. Một nghìn, chỗ này khoảng 1200. Nhưng mà mình có lữ bố. Với cả cái tướng kia của nó là tướng có nửa máu. Chỉ có một mình thằng tướng xanh thôi chứ hai tướng kia, hai tướng quân sư. Xanh này có nửa máu, mà đạo này là đạo hành quân cấp. Đạo này có vu cấm lữ bố ho lan lệ đây mà. Các bạn là có thêm hai đạo thích tây cơ thích kỵ, tây lương thích kỵ. Chọc là thôi rồi. Tây lương thích kỵ mỗi đạo 38 con là cũng tạm tạm đủ dùng. Hai thiết vệ một tiên phong rồi đánh cùng lại. Như mình thế công đúng không anh? Mình thế công nhưng mà chắc là bọn nó tấn công mình đấy. Nhưng chắc là có người kêu em là xin tiền anh ạ. Cái gì? Chắc là anh em nào đó kêu em nói em là xin tiền. Em bán lương cho anh mà đâu bây giờ xin đâu. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, anh tôi nói đúng rồi đấy. Anh cũng đang nợ chú 2500 thì phải. Tình anh em. Tình anh em. Tấm cái gì 2500 đấy. Anh mở đường cho chú lấy Bành Thành thì coi như 2500 là thối.
Đúng rồi, cho dù mà anh không lấy Bành Thành cho em thì em cũng không cần đâu. Anh em mình là anh em mình nhau thì tầm ba cái 2.500 đấy. Anh cứ đánh đi, em đi đây. Cũng may mấy thằng quân sư này không phải quân sư trừ thời gian di chuyển. Anh ăn bánh tráng cuốn không anh? Đó, mày ăn đi. Thì những tối đêm anh à. Cuốn tai heo vào. Thoát,
Tôi liên thiết kỵ để chúng mình xác con mẹ mình. Đây lượm đến đây. Lương thiết kỵ quậy nát hết. Chiến thần Lưu Bố. Hoàng Lão Lệ có quả bắn cùng tở phết 800 mạng. Mình Lưu Bố diệt 800 mạng. Hai đội thiết kỵ mỗi diệt mang về 500 mạng. Hoàng Lão Lệ 300 mạng. Vũ Cấm 152 mạng. Hoàng Lão Lệ có skin cùng bắn lan tở phết. Cùng của mấy thằng tướng nó bắn như nỏ này nè. Khi nào để dí một phát, bắn một phát. Dí bắn quả đấy mà dí gần của nó bắn một phát thì thôi rồi. Nhiều mấy cái máy bắn tên ấy. Đa hoa chiến thắng, vô dung chi ý. Điển vi 500 tiền à. Vâng là thầm ạ. 他chém được tướng nào của nó không anh? Có nhưng mà anh không chém.
Bây giờ có một thằng này. Vân phong ở động, lấy lý phong hình. Bà ta mê chuyển đá phá xa. Tự động chiến đấu cũng được. Ok. Nhờn. Nhờn. Có Lữ Bố Tả ở đây, Lữ Phụng Tiền. Đừng hòng lấy được thành. Dương Tu. Hành quyết. Rằng thàm bị tuổi. Trí giới sở tại. Không cần truy sát làm gì. Người tất cả. Đáp ứng cứ phải gọi là té đá. Đá là máu lên. Không ngờ mà Lưu Sủng trong tay những mãnh tướng kinh khủng khiếp như vậy. Còn gì ngoài ra là hết đúng không? Lưu Do này cũng không cần thiết, tạm thời chưa cần kêu đâu. Lữ Phụng Tiền. Con đạo này đánh xuống lăng ra và ra. Hạ Bì Đông Hải. Quá lực. Đánh, em đánh xuống đâu? Mày chiếm Hạ Bì đi. Để. Mày chiếm Hạ Bì Bành Thành này. Mang quân lên đánh Bành Thành trước. Lỗ Huyện. Diệt quân nó ở đấy. Xí thính tuân biện. Mày cẩn thận nhá, nên nhờ có một đạo đào ứng ở sau lưng mày nhá, chỗ bái huyện ấy. Em hỏi nó luôn, để em hỏi luôn. Họ lấy được đạo Hàng Phúc. Họ với Hàng Phúc lấy được 1.400 tiền 10 lượt. Không, thằng đào ứng ấy, nó có một đạo sau lưng ấy. Cẩn thận. Đạo ứng đánh nhau lơ biểu mày đó nhỉ. Đánh vô Hạ Bì là tên sau nó mới tới. Tướng của anh không có thằng Clon nào luôn. Tên sau anh tới gần Bành Thành đi nha. Ừ. Tại vì em đang đánh em sợ tốn quân ấy. Ừ. Đá chỉ chứng sẽ lại. Lữ Cơ chết cay nhỉ. Đéo biết thằng nào chém Lữ Cơ. Chó đấy. Không biết thương hoa tức ngọc gì cả.
bị chém nó lại à. Đấy biết ai mà chém ấy chứ. Sau mình chơi mình phải dùng cái mốt không cho AI chém đầu mới được. Chém hết tướng yêu của mình. Mất được cơ hay buồn vậy. Tướng tướng có át thì đã ít thì còn chém chó này. Mẹ, anh thấy quần Nguyên Thiệu ở trên chưa? Đông không? Mẹ, đông phải cái đấy. Nguyên Thiệu anh vẫn đang hảo hữu tốt lắm. Để em xem nữa, nó có bao nhiêu đạo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái tầm 10 đạo á. Nó tập trung hết một chỗ, còn mấy khúc kia thì em không thấy được. Em sợ là mấy khúc kia nó còn quân nữa đấy. Bị đông. Thì tới tầm nó là ít nhất phải 15 đạo full nữa nè. Mẹ đâu. Khi nào anh lên ngôi hoàng đế là đánh đầu với Biên Thiệu anh em mình chống sau lại anh. Sợ đéo thì mấy cái phải sợ nhỉ. Mình dùng tinh nhuệ lấy ít địch nhiều. Lâu phèm nó đâu ra nhờ mà nó nhiều quân với ta. Không biết. Tự nhiên nó xuất hiện. Em bắt Lưu Bố nó tự về thôi. Chả bắt gì cả. Thằng Đào Ứng này láo nhờ, nó dám quay lại đánh mà không chạy. Viên Thuật đánh Viên Thiệu, Đào Ứng bỏ Liên Minh với Lưu Bị. Hàn Phước Hoàng Tổ. Nó đã ứng bỏ Liên Minh Lưu Bị, anh mời Lưu Bị vào Liên Minh được không nhỉ? Mời nó vào. Không, Lưu Bị đang liên minh với mấy nước cơ. Trịnh Lan, vợ của Trương Yên, gia nhập Triều Mộ. Bên anh toàn gia nhập tướng ấy không à? Mẹ bên em toàn tướng, mấy thằng đâu, tào lao đâu không? Buồn, buồn của em. Phao tu này. Bên này đang thiếu nhân tài trầm trọng. Công vô bú khơ, trận vô bú sơ. Xin xa mệnh lệnh. Tôi Lữ Phong Xian, tự là một phương anh hùng. Vì thiên hạ lý minh. Bắt đầu trận đấu này em. Thằng Đạo Ứng này lái quá em nha. Dám đánh anh luôn à. Thì biết mấy trận rồi mà không sợ. Biết sợ là gì? Các bạn nói là vua lì đòn anh à. Sảng khoái. Nào thì khai đả ba. Lì mới thì cũng sẽ phải nằm ở đây thôi. Thank you.
我方援兵抵达战场。 Bọn này yếu, cứ cho đứng ở sau. Spy á, Spy không phải ít chơi mà là ấy. Mà chưa cái gì để xài Spy. Chưa unlock. Anh chưa unlock à? Ừ. Anh dạ. À, bên tập héo thì nó có sẵn hai Spy. Đâu có tiền đéo đâu mà chơi Spy. Spy phải nhiều tiền gì cơ. Spy nó cứ tính phí duy trì bỏ tin của nó không ta? Đây là chỉ cái phí lúc đầu thôi. Anh ra bắn tên mà nó phát. Sure, điểm nhảy luôn. Bắn cũng tởm phết đấy nhỉ. Đốt rừng. Đi 你面对的是何人吧？人机待命，砍翻他们。我军士兵丢盔弃甲，是懦夫也。实际已知，武器勇气。少爷，准备开战。停住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 。少
Xài cũng ngon. VT ngon mà. Tải game là nó tầm phải 20 MB trên giây á. 12 mấy. Nhà em vừa mới nâng cấp cái gói tăng cường độ lên. Xài bao phê luôn. Chuẩn bị
không là dám vua Lạc Tuấn à? Tính nãy giờ giờ nó mới chịu giao đấu à? Ai thật. Chết, chặt bay đầu luôn. Chém bay đầu. Cái thằng nó chết rồi đấy anh ạ. Láo tuét. Lơ sủng bay nhảy. Võ nghệ cao cường thật. Võ nghệ cao cường. Mẹ già đến quá già rồi muốn đánh nhau được. Quân không cần đông, chỉ cần tinh nhuệ thôi. Lơ sủng tầm này năm mấy tuổi rồi anh ạ? Năm mấy rồi, gần 60. Lão tướng, vương gia, trụ cột của triều đình, trụ cột của nhà Hán. Hai thằng mẹ thằng thiên lắm. Chém hai tướng. Này. Phóng thăm hồi gia chứ bà. Chó đạo ứng. Nhơn. Đưa đại nhân lương xét bàn thành rồi chiến tiếp. Ở tôi này. Giết luôn. Gốc. Đại ý giáng lâm, mơ cảm bất thông. Ta
们受的苦也够多了，都是为各自信念而战罢了。荣耀等着我们，正在行进，谨遵命令，心怀怒火，奋勇杀敌。恪守职责，Trịnh Lan Lạc Tuấn cách chức tạm đi. Lạc Tuấn cách chức thì cũng bốn à. Quan trọng không sao. Cái sát thương này có nghĩa không hay bằng cái này. Pháo binh tốc độ bắn nhanh hơn. Đại ứng việc xong rồi chúng ta xin việc lâu bị. Phong cho thằng này là bàn long đi. Tông máu. Là tuần xứng đáng với chức danh bàn long. Chiến thần phô song. Chuyển sản vây ở, nhìn nhân phan tân. Tả tướng quân. Quá luật. Bạo loạn ở Đông Quận. Nổi ra rồi. Nổi ra thì nổi ra thôi. Tí cho đạo Nhan Lương về dẹp. Đạo Lưu Sủng tiếp tục đánh xuống dưới. Nếp đạo ứng thì đạo này yếu người chẳng cần phải nếp.
该当如此。 快点。 Âm tiền rồi, lương thực về rồi, chuẩn bị tiếp tục tuần sau bán tiếp lương thực để lấy tiền duy trì quân đội. Ân sủng hoàng đế còn một lượt nữa. Xin hạ mệnh lệnh. Tám, chín, mười. Áp tiếp thành ở đây lên tiếp thì mình lại thêm một slot này. Dạ, yeah, chưa đánh tới bàn thành. Mày không tính được đường à? Bên tại vì em mới đỡ quân anh ạ. À. Mới chưa binh nên chưa tới được. Suốt ngày quên. Sao anh ạ? Sorry. Hàng nghi đánh ở mạn dưới kinh phết nhỉ? Hùng cứ phía dưới. Đánh này. Đang đánh nhau ở dưới hơi bị căng rồi. Lưu Bị chiếm được toàn bộ cái khu vực này rồi. Châu này là Thanh Châu. Lưu Bị đang nắm trong tay Thanh Châu. Mình đang liếm Từ Châu. Có nên ký hợp đồng không xâm phạm lẫn nhau với lại Viên Thiệu không anh? Thích chứ mày ký. Anh có đăng ký không vậy? Có chứ, không nó đánh anh chết rồi. Ok. Anh đang đánh đa ứng mà bây giờ thằng Viên Thiệu đánh anh phiền lắm. Ký cho nó vui, cho nó vui. Chơi năm 190 bạn ạ. Tào Tháo chết rồi. Trung Bùi, Tào Trung đều Tào Tháo chết rồi. Bị chặt cổ, chặt đầu như chặt gà rồi. Đa ứng giết. Một đa ứng nhỏ nhoi có thể làm khó được Trung Bùi. Cái trận đó là đánh tan một đạo, hai đạo của đạo ứng rồi một đạo của Lưu Bị này đông vãi trưởng. Mặt dưới thì Hạng Nghi đang kéo quân lên lũ lượt, hai đạo full đó anh ạ. Hạng Nghi còn bao nhiêu lớp nữa mới tới đất mình mà lo đất thì thằng Hạng Nghi nó phải qua thằng Hoàng Tổ, qua thằng Lưu Biểu, qua thằng Lưu Bị nó mới lên được chỗ mình. Mình chắc nó không lên nổi đâu. Thằng Lưu Bị trông thế thôi mà đông phết đấy. Nó đánh anh gì? Tao thua đấy. Anh mai phục mà. Nó mắc bẫy rồi. Chém được tướng nào nữa không anh? Chưa, lên chưa bay nha. Chưa chết thằng nào.
Sao mình từ trận nhớ nhỉ? Bắt báo lại đánh tiếp. Bắt đầu chiến đấu rồi. Chó là láo nhỉ? Hết vào chém nhau và chém. Một láo một lếu. Cho hoàn lệ ra bắn cho một phát chết. Bắn ba mũi tên chết ba thằng tướng. Một mũi tên chúng ba con nhện à. Ba con ruồi. Ba con ruồi. Nếu bọn này là ruồi nhặng rồi. Xem hoa lan lệ bắn này, ba phép ba mũi tên chết ba thằng. Anh có bắn tướng à, bắn lính à? Tướng nó di chuyển khó bắn lắm. Ấy thằng đạo ứng đứng im rồi kìa. Ôi rồi ôi. Phải cái tên. Em không biết cung nó để ở đâu nhiều thế, nó bắn về bắn mũi tên. Bắn pháo. Ủa, ảo thật đấy. Một thằng. Đấy, bắn thế là chúng ngay. Nhãn ngựa một thằng rồi. Mười thằng thứ hai này. Thằng thứ hai. Thằng thứ hai. Còn một thằng nữa nè. Mẹ. Ghê vãi. Thằng thứ ba rồi đó. Cái tên à? Nhưng mà không biết dùng được. Dùng skin rồi nhỉ? Chắc được ấy. Skin là cái riêng của nó mà. Mẹ bắn vừa hết tên là chết ba thằng tướng. Hai thằng. Thằng kia chết rồi mà. Bắn chay nhá, chưa phải dùng được kin. À cái này không không bắt đầu. Nó chết rồi, chết rồi, chết rồi nè. Thằng tướng cuối cùng chết rồi. Chết rồi à? Chết rồi. Cái xác nó nằm đây nè. Tốt. Xong. Mẹ ghê vãi. Đấy, dùng skin vẫn ngon. Skin này đốt lửa, nếu mà con này mà có skin của Nghiêm Bạch Hổ nó ngon anh nha. Ừ. Bắn như là hổ bắn rác lắm. Nghiêm Bạch Hổ bắn là thôi rồi luôn. Skin này con này có khi hơn Nghiêm Hổ. Vừa cắm chết à? Không sao, chết thì càng tốt, nó lại phun máu rồi. Chào mục chuyên.
慌逃窜，一群懦夫。Victory, này láo quá láo rồi. Cầm chân được hai đoạn này ở đây là bọn thằng nào đứng nó không làm gì được. Một lần lệ một trận bắn chết ba tướng. Đéo bắn cung. Bắn cung này mà gặp mấy thằng này yếu yếu máu tởm phết. Vũ cấm đầy máu. Thế Đào vẫn bị giết kìa. Rút đi anh. Đánh luôn đéo mà rút. Đánh luôn à. 5000 quân à. Rút chết chắc. Để kéo ra là hết cái quân thủ thành vô trong ra đúng không? Đúng rồi. Thế thì nó xác định là nó mất bành thành rồi. Mà vậy cho nó dễ. Nhan Lương, Trương Liêu, Diêm Tượng, toàn những hổ tướng. Bên anh tổng cộng bao nhiêu tướng rồi đấy? Mười mấy hai chục tướng gì đấy, không đếm. Oh my god, mẹ bên em có 7 tướng anh ạ. Thế á? Bên em chỉ có 7 tướng thôi. Này nó bắt đầu quân bên anh hết rồi. Em còn nữa. Chỉ có cái nịt này nè. Đầu sang anh là đúng rồi còn gì nữa. Đầu sang cái thằng chú gì. Chỉ có bốc cướp. Phải sang em rồi, em mới có tướng tài để chở phò anh chứ. Mày thì phò được cái gì thì tao phải chống okay. Lại ỉa quần đi. Ok. Nào anh đi với em không có miếng thì phải có tiếng tí chứ. Anh mày nó mang tiếng này đánh một thằng ăn hại kìa. Nhưng mà không sao. Thế nó tại vì ở dưới em chống đông quá thôi. Bây giờ bắt là thời của em tới rồi nè. Tao dọn cho mày hết rồi. Bây giờ chỉ có quẩy. Bây giờ anh dọn em mâm để đi tới sơi thôi. Giờ chỉ tới sơi. Còn này, thằng này bọn này là chống kỵ nhỉ? Trả mã thì phải chống kỵ chứ đúng không? Chống kỵ không? Em nghĩ là không. Nó cầm cái kiếm nè. Kiếm là chém nè. Đoạn này thì lại em nghĩ cái kiếm là chọt và nó sẽ không ngon bằng cái giáp. Tại vì cái giáp chỉ tính. Kiếm là chỉ để chém thôi. Mà nó chắc chắn nó sẽ chống kỵ tốt hơn mấy thằng kia hay sao nhỉ? Cái cây cự nỏ này bắn được mấy mũi? 3 mũi à? Nhiều mũi lắm. Cái lạnh có 3 mũi mà nó trời. Bắn 5 mũi.
lộ một đạo. Bạn做得还不够好，安静吧，小儿配得起战斗吗？ Cái đạo kiếm vệ binh đấy có cái thủng trường trận ấy, nó tỷ lệ đỡ đòn xạ kích có 35% mà bọn cung bắn không thấm nha. Bắn nãy giờ không chết thằng nào luôn ấy. Rồi. Đại lượng thiết kỵ nó hút kìa. Tởm hết. Đây là hung nô. Hung nô à? Hung nô thiết kỵ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
割肉，敌将受伤，此人已死，诚可慨叹也。Chết. Cút cút. Hãy quấn hồi chứ bà. Chế cử rào nì mên y mịn. Cái rút cùng về. Hình như anh lùi sang đất của anh à. Thì lại được hồi máu. Qua lượt của anh nhìn nhỉ nhá. 算我求你个人情。对，那继续吧。Trương Liêu vừa là thái thú vừa trận, vẫn cho ra trận bình thường. Nếu mà Trương Liêu mà không ra trận thì nó sẽ làm thái thú ở đấy, thì nó sẽ có quân đồ thú trong thành. Còn nếu mà nó ra trận thì nó sẽ không có quân đồ thú trong thành, nhưng nó vẫn mang cái thái thú. Có gì khó hiểu đâu. Đạo ứng lắm quân thật, đánh một đạo ứng nhỏ nhoi thôi mà mẹ. Nó hơi bị đau buồn. Nó hết quân rồi thì quân của mày tự lên đánh Phan Thành đi, anh đánh chỗ khác. Ok. Trịnh Giang hòa với Hàn Phúc. Em lấy cái hệ bì với lại cái Bành Thành nha, còn cái Lan Dê với Đông Hải cho anh đây. Chỗ ngon nhất thì mày lấy rồi gì nữa. Đất cái hệ bì thôi mà. Nhường cho thằng em tí đi. À, đợi vui cái đó kìa nè. Ở đâu? Đã mới tuyển đi. Đang ở chỗ cho Lan Giang tí đi. À, anh thấy chưa? 我等信念如一，这便是上天的恩赐。只有稳固发展，人们才。Cái đảo đang nó đang mới mua đây. À, kệ nó. 尽情厮杀。杀光他们。Truy sát này.Giết sạch. Không trừ một ai. Để cho Tào Tháo vông lên cái Tào Tháo trên trời. Yêu chế xế phú lũ yên mấy dụng. Chịnh xa mệnh lý. Gần điều thăm mệnh.Bán lương thực cho đồng bân này. Bán 10. Yêu cầu nó 2.000 tiền mỗi lượt em được không? Không được. 1.480. Mà cũng tương đối.
Lưu Do với Lưu Ngu. Cổng tiên hàng năm được không? Chính thức. Sơn sản. Lão yếu lái phòng, sơn sản sinh vệ. Đó, lại thêm có khoảng một tầm yên tâm khoảng 10 lượt nữa là sẽ vẫn có tiền, không bị ấy. Rồi, quay lượt. Rồi, nghỉ nhá. Mai okay, chơi. Nghỉ này. Chiều mai mà chưa được đúng không? Được rồi này. À không, chiều mai bạn rồi. Chiều mai. À đâu, không biết được. Được mai tính. Ờ mai tính nha. Yeah. Ok ok. Rồi, hẹn anh em buổi sau nhá. Xin chào và gặp lại. Bye bye.